Audio Jungle. À, cho mình xin lỗi. Tại mình vừa đi đải xong bắt đầu là vô làm biếc lao là hết tên cái thời gian ạ. À, cho mình xin lỗi các bạn nhiều nhá. Trời ạ. Cho mình xin lỗi các bạn. Vừa đi đải vào phát là vào game luôn ạ. Đéo tin được. Cho mình xin rồi xin lỗi. Tuần này mình sẽ xin lỗi các bạn bằng hành động, đó sẽ dành tặng các bạn những phá highlight. Nếu mà không highlight được giết người thì sẽ là highlight thiết mạng ạ. Đấy. Mình sẽ dành tặng các bạn nhá. Sẽ xin lỗi các bạn bằng hành động nhá. Rồi mình sẽ xin lỗi các bạn bằng hành động. Đi. Bỏ đi. Mẹ nó ép anh cả như này ạ. Sao thù mà nó bao cháy rừng của anh như này á. Nhục thế. Anh thọt như một con lọt trọt ạ. Anh thọt lắm ấy mà. Trời ơi, ngay cả xạ thủ của nó không phá mà đi vào rừng của mình ạ. Làm gì để lên level 4 đấy? Lên chơi nó này anh ơi. Lên chơi á, anh em có thể anh thọt váy đài ạ. Ủa anh thọt thế. Trời ạ, nó quá cả hai rừng của anh ạ. Chưa lấy được level 4 này. Cái nhờ. Cẩn thận nó bao đe xanh anh nó nát luôn cả đợt đầu này. Wow, em bao đấy thằng bé đét quá nhá. Tim đã tim lết kìa, tim đã có một mod đen lết kìa. Nó đánh đơn giản vậy này. Nó vào làm thọt anh làm anh không gánh được. Em chơi thêm vào đi. Rồi anh xanh. Xanh nào nè, làng nước bà có nơi làng gì. Ôi xóm làng ơi. Cô chủ ơi xanh nào nè. Trời ơi nó mất mana rồi. Nó trừng phạt, nhưng mà anh còn trừng phạt thì nó làm sao ăn được. Rồi mình. Về nhà. Rồi. Cảm ơn anh em đã tạo điều kiện cho anh xanh. Thằng đối một mic nhá, đợt tỏ đi đấy. Ra chơi này thôi. Em vô bên này để lên chơi này.
Rồi, em ơi đó. Đừng ngủ nữa, siêu nhân. Chú bản anh, dồi ôi, chắc nó hôi màu kìa. Dồi ôi, sắm này sắm, nó hôi màu kìa. Sao ta? Nó còn liêm nào bản anh hết kìa. Mẹ nó có liêm mất nó ăn kìa. Ui dồi, bé đét nó đánh như thế này thì khốn nạn ạ. Ui dồi, liêm ạ. Anh sợ những cái phá tinh ngủ như vậy lắm. Nó xanh luôn đấy. Thôi anh ơi, tha cho em đi. Em xin các anh ấy. Tha cho em đi. Dạ anh, để em có đem kìa. Ra lúc này cơ hội cho con này không có làm sao. Wow, nó còn sức anh ơi. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Đây rồi. Tao có mình chạy đi đâu. Rồi, ok. Bạn chạy với trù. Nà thì đúng, thì không đúng à. Mình nói là tao xem mình chạy đi đâu nào. À thì chạy với trù thì ok. Chả bật đây. Ôi trời ơi, cái thằng này. Thằng này Mi có liếp à, có liếp luôn ạ. Chịu nha. Ghét thế liếp luôn rồi. Rồi đừng cô đây. Thôi dẹp cái trò đấy. Tôi chào em nhé. Phá được, có anh có bao nhiêu kén, không phải lo. Anh ơi. Anh không thấy người nào đẹp hơn em. Em anh ơi, chắc kìa anh chưa. Ui bê. Thì em khách chơi à. Cầm anh Nguyễn Hô nhá. Em phải bình tĩnh em nhá. Cái thể trận này anh chưa cầm được trận đấu. Ô trời, mình anh xanh nhất tím à. Toán Toán ơi, sao các em này cho anh ăn nhiều thế? Số 7 đỉnh mình thôi. Chơi nhá, cố lên. Trời ơi, số... Máy. Số 8 mà đánh được nhá. Rồi các em để danh sách của các em ạ. Bình tĩnh. Đấy. Rồi em ăn đi hay quá. Khốn nạn ạ. Tao đã bị chết luôn gì. Bị tuổi gì vậy? Lớp 5 tao còn chưa sở mày lớp 10. Lớp 5 tao còn chưa sở lớp 10 á. Chơi anh em ơi. Anh đây, cấu nào. Anh đi anh ơi. Sang hết rồi đó. Anh nể chiếu mày nói là. Ôi giời, anh nể chiếu em kia. Lớp 10 tao còn chưa sở mày lớp 5. À quên, lớp 5 chứ sở thì mới lớp 10. Anh vô lắm. Trời ơi, sao anh lại hiếm thế. Tiếp em ơi. Đâu được. Trời ơi. Trời ơi.
Đấy các bạn thấy chưa, đấy là một lời xin lỗi nó đính thép nhất cả thế giới này ạ. Đấy là cái lời xin lỗi mình đính thép nhất cả thế giới này luôn đấy. Các bạn có đồng ý cái lời xin lỗi này của mình không? Bởi vì gió hồi nãy mình vừa... Ơ! Các bạn làm mình vừa đi đải về thì là khổ nạn la vào trận đấu luôn ạ. Mình không kịp pick skin cho các bạn ấy. Đây là một câu xin lỗi nó đính thép nhất để dành tặng các bạn khán giả. Thằng ấy con thích không? Con không? Nà thằng con thằng hết về rốt cuộc là hết hay con? Con. Trời cái thằng hết thằng con. Vậy rơi tháo ạ. Thôi anh đeo liều, anh cái mảng của anh bên dưới á, 2.000 vàng, hỗ trợ nữa. Giết thằng giết được anh là 8.5 vàng này, thằng hỗ trợ được 5.5 vàng này, thằng hỗ trợ tiếp được 2.5 vàng này. Anh muốn bay vào lắm mà sợ nó còn đá đúng ạ. Thiếu anh. Em ấy quải mít có mắt thua là thua luôn nhá. Chờ anh. Cửa ơi, mới lên này. Hai chém này. Hai chém, yên tâm. Ba chém. Trời ơi, anh chém như chém chuối ạ. Ôi dồi ôi, chèm như chèm chuối ạ. Đéo tím được ạ. 10... Ôi. Đấy là một cái lời... Nói chung là thay cho lời cảm ơn nhá. Đấy gọi là thay cho lời xin lỗi nhá. Đấy là mình thay cho lời xin lỗi ạ. Bởi vì do này mình đi đải về muộn quá, không kịp pick skin cho các bạn ấy. Đấy, thay lời xin lỗi, thay lời một nói.